giá vàng sẽ tiếp tục tăng đạt 2.700 đô la Mỹ một ounce. Kể từ khi bứt phá liên tục trên mức 2.000 đô la Mỹ một ounce vào cuối năm 2023 cho đến cuối tháng 8 năm 2024, vàng đã tăng trên 2.500 đô la Mỹ một ounce và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bất chấp các biến động địa chính trị gần đây trên thị trường toàn cầu, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng cắt giảm lãi suất, vàng vẫn là nơi trú ẩn ổn định. Với đà này, có thể vàng sẽ tăng lên 2.700 đô la Mỹ một ounce vào giữa năm 2025 và có khả năng đạt 3.000 đô la Mỹ một ounce sau đó trong thời gian dài. Theo phân tích của ông Hien Khun Hao, trưởng bộ phận chiến lược thị trường, khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu UOB, động lực đầu tiên thúc đẩy giá vàng đến từ sự bất ổn ngày càng tăng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu, với hai cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu và Trung Đông. Những bất ổn địa chính trị này đã hỗ trợ hoạt động mua vàng như là kênh trú ẩn an toàn. Cùng với sự mất giá của đồng nội tệ, đã có báo cáo trong ngành về việc các nhà đầu tư bán lẻ mua mạnh các sản phẩm vàng vật chất như vàng miếng và vàng cục để phòng ngừa bất ổn ngày càng tăng. Yếu tố thứ hai là phân bổ dự trữ mạnh vào vàng của các ngân hàng trung ương, thị trường mới nổi và châu Á. Và Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của thế giới với việc phân bổ mạnh vào vàng. Theo cập nhật của Hội đồng Vàng Thế giới, tính đến tháng 5 năm 2024, lượng vàng chính thức mà Trung Quốc nắm giữ hiện đã tăng lên khoảng 2.300 tấn, xấp xỉ đạt 5% tổng dự trữ. Đây là mức tăng khoảng 20% so với mức 1.900 tấn vào năm 2022. Một số báo cáo mới nhất cho thấy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã dừng mua vàng trong 2 tháng qua vì giá tăng quá cao. Tuy nhiên, lượng vàng trung bình mà các ngân hàng trung ương, các thị trường mới nổi và châu Á nắm giữ chiếm ít hơn 5% bản cân đối kế toán của họ. So với các ngân hàng trung ương, thị trường phát triển và châu Âu trung bình chiếm 10% hoặc hơn trong dự trữ của họ. Ví dụ, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed hiện nắm giữ khoảng 8.100 tấn vàng, khoảng 625 tỷ đô la Mỹ, tính theo giá giao ngay hiện tại khoảng 2.400 đô la Mỹ một ounce. Con số này chiếm khoảng 9% trong tổng bản cân đối kế toán trị giá 7.200 tỷ đô la Mỹ của Hoa Kỳ. Với rủi ro gia tăng về xung đột thương mại toàn cầu và các lệnh trừng phạt, các ngân hàng trung ương, thị trường mới nổi và châu Á sẽ có động lực mạnh mẽ để bắt kịp các ngân hàng trung ương, thị trường phát triển, từ đó phân bổ nhiều hơn dự trữ vào vàng. Trên thực tế, một cuộc khảo sát gần đây của Hội đồng Vàng Thế giới về các ngân hàng trung ương toàn cầu đã kết luận rằng lý do chính khiến các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi phân bổ nhiều hơn vào vàng là vì vàng được coi là miễn nhiễm với rủi ro thanh toán bằng đô la Mỹ và rủi ro trừng phạt. Trong bối cảnh lạm phát tại Hoa Kỳ đang giảm dần gần đây và thị trường việc làm tại Hoa Kỳ suy yếu, hiện có sự đồng thuận rằng Fed có thể sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9 năm 2024. Cụ thể, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường mở liên bang vào tháng 9 và tháng 12. Sau đó, Fed sẽ cắt giảm 100 điểm cơ bản trong suốt năm 2025 với tốc độ 25 điểm cơ bản mỗi quý. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động gần đây, kỳ vọng của thị trường đã hướng đến một mức cắt giảm lãi suất còn lớn hơn từ Fed. Chẳng hạn, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn đã giảm so với lợi suất chuẩn trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm từ 4,5% trong quý 2 xuống chỉ còn dưới 4% vào tháng 8. Như vậy, nếu đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed vào tháng 9 và tháng 12 tới đây cùng với lợi suất trái phiếu dài hạn giảm sẽ là động lực tích cực quan trọng cho giá vàng. Thực ra, vàng là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư và điều đó đã được chứng minh. Cụ thể, vàng là nơi trú ẩn tương đối ổn định trong đợt biến động mạnh gần đây trên thị trường toàn cầu, với việc tháo gỡ các giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên. Bất chấp các biến động lan rộng và chuyển động lên xuống trong ngày của thị trường chứng khoán toàn cầu vào đầu tháng 8, giá vàng vẫn tương đối ổn định quanh mức 2.400 đô la Mỹ một ounce, trước khi tăng mạnh hơn nữa lên mức 2.500 đô la Mỹ một ounce gần đây nhất. Trong đợt biến động đầu tháng 8, biến động trong 3 tháng của vàng cho thấy mức tăng vừa phải, từ 14% lên 16%. Ngay cả khi thước đo nỗi sợ hãi của thị trường chứng khoán, chỉ số S&P VIX tăng vọt lên trên 60%. Với một số yếu tố thúc đẩy nhu cầu, vàng có thể đạt 2.700 đô la Mỹ vào giữa năm 2025. Mặc dù có thể còn quá sớm để đánh giá, nhưng việc tăng thêm nữa trong dài hạn lên mức 3.000 đô la Mỹ không phải là điều không thực tế.